Xin chào cô bác anh chị. Vinh Lê đang đứng đây để chuẩn bị bẻ trộm ngô. Trồng cây thì cũng đến ngày được thu hoạch cho ăn trái. Phải nói là được một ngày nghỉ ra làm vườn, dọn dẹp vườn, và sau đó cuối ngày thì đó là cái hiệu quả để cho mình được đến ngày thu hoạch. Ngô lép năm nay trồng tại vườn phải nói là nó cũng được của nó đấy. Hôm nay chia sẻ với cô bác anh chị là Vinh Lê này, bẻ ngô này. Thu hoạch ngô thì mới có một số cây được ăn thôi. Thực ra mà nói thì để thêm 10 ngày nữa thì mới là chuẩn đấy. Nhưng mà thấy nó vã quá rồi. Ngô trồng bây giờ trộm cắp thì không sợ, nhưng mà chỉ sợ tự mình ăn trộm của mình thôi. Tức là mình chờ đợi nóng ruột quá thì hôm nay bẻ tạm vài cái để ăn trước đã. Ngô trồng ở đất năm nay ở Anh Quốc thực ra mà nói không đủ nắng nóng. Không đủ nắng nóng để cho cái cây ngô nó phát triển. Mặc dù ở các quốc gia châu Âu là đã thu hoạch hết rồi. Mà ở Anh Quốc bây giờ nó với đang chuẩn bị cái dâu ngô này nó chưa được vàng hẳn, chưa được héo. Thời tiết thì ngày nào cũng nắng mưa, nhiệt độ chỉ có 16 độ thôi. Hôm nào cao điểm nhất thì được 20 độ mà nó cứ gió mới mưa như này thôi, cây ngô nó cũng phát triển để đến lúc mình thu hoạch nó bị chậm, nó lâu hơn. Dù sao chăng nữa thì thơm đến tận xương tủy luôn, mà khi mà mình trồng tại vườn mà lại bẻ ngay tại chỗ, ăn sống ngay tại nơi được. Ngô này rất là ngọt luôn. Hạt cực mẩy. Nếu mà có lắng thôi, chỉ cần một tuần nữa thôi thì tuyệt vời. Đấy là gọi là mỹ mãn 100%. Đây là mới có 95, bởi vì là mình háo hức quá thì mình vặt mình ăn. Mà trồng tại vườn thì cô bác anh chị yên tâm là một cây ba bắp, một bắp, hai bắp và đây một bắp nhỏ. Cái bắp nhỏ này thực ra mà nói mình chỉ để mình lấy cái ngô non để mình ninh canh thôi thì là chuẩn lắm. Còn cây nào của nhà mình cũng ba bắp cho đến hai bắp. Năm nay trồng tại vườn thì đây như cô bác anh chị thấy đây, mình bẻ ngô đây, siêu ngon luôn, trắng tinh. Hy vọng là năm tới thì mình trồng luôn cả cái ngô tím thì thực ra bên đây chưa trồng, nhưng mà thấy bảo ăn cũng ngon lắm, mà thấy nó độc lạ hơn chút. Thì thay vì cái ngô trắng này mình trồng hàng năm rồi, năm nào cũng có hiệu quả cao nhá. Này cô bác anh chị nhìn thấy đây, tuyệt vời luôn. Cái cách trồng ngoài vườn cũng cực kỳ là đơn giản, không có gì là phải khó cả, bởi vì là mình không mất công chăm nhiều. Đúng thời điểm mình gieo hạt mình đưa ra ngoài mình trồng thì cái clip trước mình đã chia sẻ cái đất là mình cuốc lên, mà mình bón tất cả những cái phân hữu cơ, phân rác bếp thải, rồi là cái phân gà là cái phân hiệu quả nhất để cho cô bác trồng, anh chị trồng ngô. Phân bò, phân trâu cũng được, nhưng mà nếu mà mình lấy về nó mới thì mình phải ủ cho một năm sau thì cô bác anh chị hãng trồng thì nó mới chuẩn hơn. Phân ủ thì nó phải qua quá trình ít nhất là một năm. Bón trong gốc ngô này thì phải nói là ngô nó cao đến gần 3 mét là có thật. Ngô trồng ngoài vườn đây, cô bác anh chị nhìn đây, nó cao lên đến gần hơn 3 mét luôn, chứ không phải gần. Mình đứng mới được có một lửa thân cây, mà Vinh Lê không phải là dạng cao nhá. Như thế này thôi thì khi mà thu hoạch thì cô bác anh chị cứ thấy cái dâu ngô nó héo vàng rồi, khô rồi, sờ vào bóp nó cực chắc thì là chuẩn để cho mình thu hoạch cái ngô. Quá trình thì là như thế, nhưng mà mỗi một quốc gia thì nó lại một khác nhau. Bởi vì khi mà thời tiết nắng nóng 25-30 độ thì cái ngô nó rất là chắc mẩy và nhanh. Còn
Như anh Quốc đây chỉ có gần vẻn vẹn 18, 16 rồi có hôm lao cao điểm nhất thì được 22 độ mà cũng chẳng được trọn vẹn cả ngày. Chính vì vậy thì cái cây ngô nó cần bị thời gian nhiều hơn. Năm ngoái mình trồng tại vườn, năm ngoái nó nắng nóng thì năm ngoái mình trồng tại vườn ở nhà ấy thì là nó chuẩn luôn. Đây. Nhìn đã con mắt luôn, bẻ cái nào là cái đấy là nó cứ chắc lịch. Tối nay lại có một món ngô luộc hoặc là ngô nướng cũng ok. Cái dâu này là tận dụng để mình đun nước uống cũng rất là mát. Thậm chí cái cây ngô này mình đã chia sẻ clip trước là cái thân của cây ngô này khi mà thu hoạch xong, cô bác anh chị đẫn nó ra từng khúc như cái mía đấy. Gọt vỏ rửa sạch đi, cho vào lênh xương hoặc là uống đun nước uống mát cực kỳ. Ngọt như có mùi vị nhát nhát của cái đường. Đấy là cái mà mình đã chia sẻ, mình trồng ngô, mình tận dụng. Còn cái thân ngô và lá ngô, gốc ngô thì thôi mình lại băm nhỏ ra để ủ vào phân để cho sang năm. Cứ mỡ nó, rán nó thôi. Cứ cái lá như này, cái này mình ủ phân để cho sang năm mình lại trồng tiếp được những cái lớp kế tiếp của năm sau. Thì nó cũng hạn chế và kẻo đi rất nhiều cái kinh phí khi mà cô bác anh chị trồng tại vườn. Tất cả những cái lá, cái gốc của các loại rau củ quả khi mình thu hoạch, mình băm nhỏ chặt lại để vào một cái thùng to hoặc là đánh vào một đống lớn phủ lại, ủ ra để cho nó mục mềm ra, nó phân hủy ra, thì sau đó mình đưa vào bếp mình xin lỗi cô bác anh chị đấy, nói nhiều quá là hay bị lú. Cô bác anh chị đưa vào đất để mình trồng, thế là chuẩn cho cái cây ngô. Năm nay mình trồng hai lớp đây, lia qua lớp này cho cô bác anh chị là cái lớp về sau. Khi mình gieo lớp đầu ấy thì thời tiết nó lạnh quá, nó bị hỏng mất một số cây, thế là mình phải gieo tiếp một lớp nữa. Thì bây giờ bắp cũng đang ra rất là nhiều, mỗi một cây đều có ba bắp đó. Ba bắp thì khẳng định là hai bắp 100% chuẩn là được thu hoạch cho mình có bắp ăn, còn một bắp nhỏ là mình chỉ có lấy cái ngô non thôi, để bên trong để mình sử dụng vào xào xáo nhá cô bác anh chị. Đấy là cái cách mà mình trồng ngô lép tại vườn. Ngô lép thực ra thì chủ yếu là ở Việt Nam vùng nhiệt đới mình trồng, còn các cái vùng ôn đới như ở Anh Quốc thì người ta chỉ trồng những cái cây ngô màu vàng. Ngô vàng thực ra mà nói nó ngọt lắm, nó ngon lắm, cũng không phải là dạng vừa đâu. Thế nhưng mà dù sao thì người Việt vẫn phải trồng ngô Việt, cứ biết là ngô, không biết nó xuất xứ từ đâu nhưng mà nó là màu trắng, ngô lép dẻo thơm thì mình cứ phải tận dụng thôi, mang tận giống từ Việt Nam qua, kiểu gì thì kiểu về cũng bạch thủ ủ một tí để cô bác anh chị cầm sang. Cũng rất buồn cho một số quốc gia thì người ta không cho nhập những cái hạt giống, thì cô bác anh chị cũng cứ tìm cách như thế nào đó, chẳng hạn như cái gói kẹo, cái đồ ăn gì đó mà được hợp pháp vào thì mình nhét vào vài hạt để mình làm giống, thậm chí là mình đút vào người cũng được, không có sao cả. Không ai người ta kiểm tra rõ đến mức độ kỹ lưỡng như thế đâu. Thì ở Mỹ hoặc là ở Canada, Úc, cô bác các anh chị cứ theo cái cách của Vinh đây. Thực ra nó không phải là phạm pháp để mà phải đi ra tòa ra tiết gì cả. Vài cái hạt giống thì mình giấu vào đâu cũng được, mặc dù là mình không gửi được. Cũng buồn là mình gửi cho rất nhiều cô bác anh chị cái hạt giống này nhưng mà đều bị trả lại, chẳng hạn như Mỹ hoặc là Canada. Bây giờ thì Anh Quốc tách ra khỏi châu Âu thì một số nước, chẳng hạn như là vừa rồi mình gửi đi Thụy Điển là cũng bị trả lại. Thế cho nên là cũng rất mong cô bác anh chị nếu mà cần những cái giống gì đó thì có thể mình tìm mọi cách để mình đưa vào thôi. Chi Vinh Nê không ngại gửi cho cô bác anh chị, cái tem nó không đáng bao nhiêu nhưng mà có một số quốc gia không được gửi, nó bắt công, mất công mình phải khai báo rồi mình phải điền form, điền giấy tờ các thứ thủ tục để nhận mấy cái hạt giống, xong không được thì người ta gửi trả lại thì nó mất công lắm. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm vào ủng hộ kênh. Vinh Nê sẽ cập nhật những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.